thì mình nói là ¿Qué dice usted? Ông nói cái gì đó. Nhất định trong trường hợp này phải dùng cái chữ decir. Tức là dice nó từ cái động từ decir mà ra, phải không? Bắt buộc cho ông được dùng cái kia. Tức là what are you saying? What do you say? Thì như vậy chữ decir này nó có nghĩa là to say. Nhưng mà nếu mình nói ¿Qué lengua habla usted? Ông nói tiếng gì, bà nói tiếng gì? Thì cái động từ habla nó phải là to speak. Hai cái này không có lẫn lộn với nhau được. Trong tiếng Việt mình thì nói cái nào cũng là nói. Ông nói cái gì, ông nói tiếng gì, đã đều nói hết. Nhưng mà trong tiếng Anh với tiếng Tây Ban Nha nó có cặp. Để mà nói cái tiếng nào đó thì tiếng Anh kêu là speak và tiếng Tây Ban Nha là habla. Còn nói một cái điều gì đó thì tiếng Anh là to say và tiếng Tây Ban Nha là decir. Ví dụ chỗ bán xe nói là nosotros hablamos español. Tại vì nói một thứ tiếng thì phải habla, ông thấy không? Tức là ở đây chúng tôi nói tiếng Tây Ban Nha thì bắt buộc phải dùng động từ habla. Ông lấy cái ví dụ rất là đúng. Nosotros hablamos español, tức là chúng tôi nói tiếng Tây Ban Nha là bắt buộc, chứ không nói decir không được, tại vì nó là to say rồi. Decir có nghĩa là nói một cái điều gì đó. Hôm nay lại đây tôi nói cho anh cái này thì decir. Talk thì habla cũng có nghĩa là talk được. Ví dụ nói là vamos a hablar, chúng ta hãy nói chuyện với nhau đi, thì cũng được. Như vậy là hablar nó có hai nghĩa là to speak, một cái language, và to talk, tức là nói chuyện. Còn decir là chỉ nói một cách chung chung thôi, chứ không được nói cái thứ tiếng nào. Để mà nói thứ tiếng gì đó, hablar español, hablar vietnamita, hablar inglés, tất cả cái thứ tiếng là phải dùng với động từ hablar. Còn hablar mà dùng không á, thì có nghĩa là nói chuyện. Còn decir là phải nói cái gì, nói một câu gì đó, nói một điều gì đó, nói lên sự thật. Thì nói là chúng tôi nói sự thật. Decimos la verdad. Chúng tôi nói sự thật. Bây giờ mình cứ muốn nhớ, tôi sẽ xóa và tôi để lại cho chúng ta biết rõ hơn. Và trong trường hợp này, mình lấy tiếng Tây Ban Nha mà mình dịch qua tiếng Anh nó rõ hơn. Chứ mình dịch qua tiếng Việt thì nó không có lợi, tại tiếng Việt cái nào cũng là nói hết. Đúng không? Thì decir là to say. Còn hablar to speak hay là to talk. Dĩ nhiên là nó còn nhiều cái động từ khác nữa, nhưng mà hai động từ này là hai động từ chính mà mình thường dùng. Chính vì vậy như ông cũng như quý vị có thể thấy nhiều cái tiện nó đề là hablamos español, là chúng tôi nói tiếng Tây Ban Nha ở đây đây. Hãy đi với một thứ tiếng là phải dùng động từ hablar. Không bao giờ mình nghe decimos español hết. Nghe hablamos español. Đó, những cái câu hỏi nó làm cho mình hiểu hơn là mình. Ví dụ chúng tôi nói cái gì quý vị không có để ý bằng là tự mình có một câu hỏi mình thắc mắc chuyện đó. Như vậy thì quý vị nào nghĩ ra câu hỏi nào khác nữa không? Còn không, chút xíu nữa hãy mà nhớ ra cái gì thì mình hỏi cái đó ha. Mỗi lớp chúng ta đều có quay phim để đưa lên YouTube. Nhưng mà mấy hôm nay là thầy Thái là người phụ trách thì chương trình đưa phim lên thì cũng sức khỏe cũng không có được ổn định.
thật ra phim nó chưa lên đều, chứ nhưng thật ra là ít bữa nó sẽ lên đều và chúng ta sẽ được những người ở tiểu bang khác xem, có thể là hy vọng ở nước khác nữa. Thì mỗi lần như vậy chúng tôi xin phép là giới thiệu những cuốn sách tiếng Tây Ban Nha. Chúng ta có đây là cuốn sách tiếng Tây Ban Nha dành cho người Việt, giải thích bằng tiếng Việt, và cuốn sách tiếng Tây Ban Nha và giải thích bằng tiếng Anh. Và cũng nhân tiện là cái việc mà chúng tôi đang thâu một cái dĩa CD cho cái cuốn sách tiếng Anh nó cứ bị trục trặc hoài. Tôi cứ kiếm được một người này họ giới thiệu rồi họ lại liên lạc rồi họ lại biến mất. Kiếm một người khác tới bây giờ kiếm tới người thứ ba rồi mà vẫn chưa xong nữa. Xin quý vị thông cảm, hôm nào thâu được cái CD đó thì quý vị nào đã có cuốn sách tiếng Anh đó, chúng tôi sẽ gửi cái CD kiếm nó xong. Và tôi cũng xin giới thiệu là cái blog là tôi thường dùng để giải thích thêm một số bài về tiếng Tây Ban Nha, thì nó chúng ta lên đây coi, nếu quý vị dùng internet tìm lại thì vào đây sẽ có những cái bài nó giải thích thật là chi tiết ngoài cái cuốn sách mình đang học. Và hôm nay là cái ngày đặc biệt, là như chúng ta biết là hôm nay có ai mới trong lớp này không ạ? Lần đầu tiên không? Hay là toàn là lần thứ nhì, thứ ba, thứ tư, thứ năm? Dạ, thưa ông là mới. Dạ, xin chào ông, bienvenido. Dạ. Thì bình thường á, một tháng chúng tôi mới có một lớp một lần. Nhưng hôm nay mùa hè thì rảnh rỗi hơn chút xíu, rảnh hơn chút xíu thôi chứ không rảnh nhiều. Thì lớp hôm nay là lớp đặc biệt, chứ đáng lẽ là hai tuần nữa mới có. Thì hết tuần này thì hai tuần nữa lại có lại, tức là trong tháng này chúng ta có hai lần thay vì có một lần. Thì hôm nay trong cái lớp đặc biệt này, tôi xin giới thiệu hai cái thầy của tiếng Tây Ban Nha. Mà chúng ta nhớ là cái bài hai tuần trước đó mình học là cái thầy hiện tại đơn giản, đơn giản bình thường thôi. Thì có ai còn nhớ không? Ví dụ nói tôi làm việc ở nhà, ví dụ nó có nhiều người rất là may mắn, phải không? Không phải đi đến chỗ nào để làm mà làm ở nhà. Thì có ai biết nói tôi làm việc ở nhà nói làm sao không? Dùng cái thì hiện tại. Tôi làm sao? Vô. Làm việc. Trabajo. Ở nhà. En casa. Mình ở không cần chữ la nữa, này nó nói luôn. En casa. Giống như là at home á. Yo trabajo en casa. Tức là tôi làm việc ở nhà. Thì cái thì này chúng ta gọi là thì hiện tại, ha. Và quý vị đã có bài kỳ trước rồi đó. Tôi để ý là chỉ có một số ít quý vị thôi liên lạc với tôi qua email để lấy bài, chứ không phải tất cả. Thì những quý vị khác mà không liên lạc với tôi thì lấy bài đâu học. Cái nào nó cũng có cái hay của nó hết. YouTube thì giảng trên đó nhưng mà nó cứ chạy, trong khi cái bài mình đem về nhà mà nó không có tiếng thì mình coi đi coi lại được. Thì nên có cả hai. Nhiều khi quý vị gửi cho chúng tôi không có bận quá, không có gửi trả lời liền, nhưng mà 1-2 ngày sau, 3-4 ngày sau cũng có trả lời hết, phải không ạ? Có ai gửi cho chúng tôi mà không có nhận được hồi âm không? Có hả? Bây giờ ôm lại cái này đó, thì nó kêu là el presente, là thì hiện tại đơn giản. Hôm nay chúng ta sẽ học cái thì hiện tại diễn tiến, tức là nói mình đang làm cái gì. Mà đặc biệt tôi cũng phải nhấn mạnh là cái thì hiện tại này trong cái Tây Ban Nha nó cũng có hai nghĩa rồi. Thí dụ như thế này. Động từ mà làm trong cái Tây Ban Nha, có quý vị nào nhớ là gì không? Làm cái Tây Ban Nha là gì? Hacer. Đấy, hacer. Cái động từ nó cũng đặc biệt lắm. Thì trong tiếng Tây Ban Nha, hacer nó có hai nghĩa, trong tiếng Anh là to do and to make. Trong trường hợp này, tiếng Tây Ban Nha nó giống tiếng Việt ở chỗ là nó chỉ có một chữ thôi, mà qua tiếng Anh thì nó lại hai chữ. Tiếng Việt mình làm, phải không? Làm cũng là to do, mà làm cũng là to make. Thấy không? Thì tiếng Tây Ban Nha cũng vậy, chỉ có một chữ à, hacer. Thì bây giờ nếu mình nói câu như thế này,
¿Qué hace usted? Thì cái câu này nó có thể nghĩa, có thể hiểu làm hai nghĩa. Một là ông làm cái gì, nói chung chung có thể hỏi để mà hỏi về nghề nghiệp, nhưng mà nó cũng có nghĩa là ông đang làm cái gì đó. Tức là nói theo tiếng Anh nó có thể nghĩa là what do you do for a living, tức là anh làm nghề gì để mà sinh sống, hay là what are you doing now. Không, như vậy tôi xin nhắc lại một câu như cái thì này là thì hiện tại này nè. Nó có hai nghĩa: ông làm gì nói chung và ông đang làm gì ngay lúc này. Nhưng mà tiếng Tây Ban Nha nó lại có thêm một thì nữa là hiện tại diễn biến, thể nó nhấn mạnh để hỏi người ta hiểu lầm. Tại vì nhiều người hỏi mình ¿qué hace usted? Mình không biết người ta hỏi ý gì, người ta hỏi mình làm cái nghề gì, hay là mình ta hỏi mình đang làm gì. Thì bây giờ muốn biết chắc á, anh đang làm gì, thì nó có cái thì này, lúc đó nó sẽ trở thành như thế này. Cái câu này thì nhất định nó có một nghĩa thôi, là ông đang làm gì đó. ¿Qué está haciendo usted? Nó có một nghĩa thôi. Còn cái câu trên là hai nghĩa, muốn hiểu sao cũng được, nó tùy. Chính vì vậy mà hôm nay chúng ta sẽ học cái kiểu thứ hai để mà mình nhấn mạnh là nó gần giống như tiếng Anh là what are you doing, phải không? Thì cái này nó tương đương với tiếng Anh là what nè. Cái này nó tương đương tiếng Anh là are. Cái này là doing. Và cái này nó là you. Chúng ta thấy trong trường hợp này lấy tiếng Anh để giải thích tiếng Tây Ban Nha nó có lợi hơn là tiếng Việt, tại vì nó tương đương từng chữ, phải không? Está thì nó giống như là a trong tiếng Anh, haciendo thì nó giống như doing trong tiếng Anh. Và dùng tiếng Việt thì ông đang làm gì, cái chữ đang của mình đó nó không có đi với cái gì trong này ha. Thành ra quý vị có một cái lợi điểm rất là lớn là sao? Là chúng tôi giảng nghĩa bằng tiếng Việt cũng hiểu, mà tiếng Anh cũng hiểu. Cái nào mà có lợi cho mình hiểu nhanh hơn thì tôi sẽ chọn cái cách đó. Trong trường hợp này tôi thấy tiếng Anh nó giúp cho mình nhiều hơn, phải không ạ? Thì chút xíu nữa mình sẽ coi cái thì hiện tại diễn biến này nó làm như thế nào, rồi sau đó mình sẽ coi thì tương lai gần. Tức là hôm nay chúng ta chia ra cái lớp làm hai phần. Phần thứ nhất là học cái thì này, phần thứ nhì là học cái thì này. Thành ra chúng ta ráng gói ghém trong cái phần đầu á, học hết cái này xong nghỉ một chút trở lại là mình sẽ sống trong tương lai. Yeah. Ông không có hay gì ạ? Thì hace luego nó có cái gì là do. Cái sao ạ? Hace luego. Nào phải là hace mà nó là hasta không ạ? Phải này không ạ? Dạ đúng rồi. Cái này nó không có ăn nhầm gì tới cái này hết. Hasta có nghĩa là until, có nghĩa là đến khi, cho đến. Này nó nhìn vậy chứ nó không phải cái này. Nó là until. Còn luego có nghĩa là then. Khi mình nói mình chào mà tạm biệt người ta, mình nói tiếng Anh tại bằng em này hasta luego thì có nghĩa là tiếng Anh là until then, tức là hẹn tới lúc đó gặp lại, ít bữa gặp lại. Hasta là loại nó là giới từ, nó là giới từ, tức là preposition, giới từ. Yeah. Nó là giới từ. Nhìn nó giống ASEAN nhưng nó mang nhầm gì hết. Yeah. Bây giờ mình coi cái cách thành lập của thì hiện tại diễn tiến là sao. Tiếng Việt kêu là thì hiện tại diễn tiến, thì tiếng Tây Ban Nha kêu là la formación del presente progresivo. À, bây giờ mình coi nó có một cái công thức giống như là mình làm bánh vậy, thì mình phải cần cái recipe, tức là một cái công thức. À, thì muốn làm cái thì này thì thứ nhất mình phải có chủ từ, tức là người nào làm cái gì, đúng không? Xong rồi mình mới dùng thì hiện tại của động từ estar, nó giống như động từ to be của tiếng Anh vậy. Rồi cái phần thứ ba là mình dùng cái dạng hiện tại phân từ của động từ chính. Bắt đầu chúng ta thấy cái này, chúng ta thấy ô cái gì mà rắc rối quá, thì chút nữa chúng ta sẽ trình bày. Nhưng mà ít nhất quý vị muốn nói một câu mà ai đang làm cái gì, nó phải có ba phần: chủ từ,
động từ, cái này là kêu là trợ động từ hay là động từ phụ đó, là esta, mà phải chia ra ở hiện tại. Xong rồi cái động từ chính là mình nói về ví dụ ăn, uống, đi, đứng, ngồi, nằm gì đó, nhưng mà nó phải nằm trong cái dạng hiện tại phân từ, thì chút nữa chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Nhưng mà đây là một cái công thức chung chung, giống như mình muốn làm cái bánh đó thì nó phải có ba phần, bột, đường, trứng gà thì nó ra cái bánh. Còn muốn nói cái thì này thì phải có ba cái phần đó, thiếu cái phần nào thì nó chưa ra cái bánh, nó chưa ra cái ý mình muốn nói. Thấy không? Thì vậy chúng ta đã có công thức sẵn sàng để làm bánh rồi. Thấy không? Nhưng mà chưa có công đo đong đếm gì hết, phải coi như thế nào. Đây là ví dụ nè. Yo là chủ từ. Estoy corriendo. Có ai còn nhớ cái câu này nghĩa là gì không? Có những chữ tôi dùng chữ cũ không à? À, yo estoy corriendo. Thấy không? Như vậy rõ ràng là mình có cái bánh rồi đó. Nhưng mà rõ ràng từ cái này qua cái này phải biến chế nó rồi. Phải không? Esta nó phải ra estoy này. Rồi cái động từ chính là nó corriendo. Như vậy có ai nhớ là cái dạng nguyên mẫu, tức là infinitivo của corriendo là gì không? Correr, phải không? Dạ, đúng vậy. Như vậy cái dạng nguyên mẫu của động từ chạy á, nó là correr. Cái dạng là dạng nguyên mẫu, chưa có làm gì hết. Giống như bột mà chưa có pha nước là vậy, dạng nguyên mẫu. Còn corriendo thì nó có nước vô rồi, thì nó hơi khác đi rồi. Bột mà bỏ nước vào nó cũng khác đi rồi, phải không quý vị? Bây giờ mình mới đi sâu vào từng cái nguyên liệu, tức là cái động từ estar mình phải chia nó ở hiện tại, mà cái này quý vị học rồi. Các ai còn nhớ vô thì đi cái gì không? Estoy. Vô. Estoy. Estoy. À. Tu thì sao? Estás. Estás. À. Él. Está. Está. Ella. Está. Está. Usted. Está. Está. À, đối với quý vị mới thì đây là tôi nè, anh nè, anh ấy nè, cô ấy nè, ông bà, quý vị đây nè. Yeah. Nosotros thì sao? Là chúng tôi. Estamos. Estamos. Vosotros là chúng bay hay là các em, các con, các cháu. Estáis. Ellos là chúng nó hay là họ là. Están. Còn ellas là các cô ấy, các bà ấy là. Están. Ustedes là tất cả các ông bà, quý vị, các em, các con, các cháu. Tất cả mọi người cũng están. Đây là cái thì động, cái động từ están của ở thì hiện tại. Dạ, cô muốn hỏi gì ạ? Cái này là ông bà mà một người trước mặt thôi. Chứ ví dụ tôi nói chuyện với cô, tôi gọi cô là usted. Nhưng mà tôi nói chuyện với cô, hai cô cùng lúc thì tôi gọi là ustedes. Số nhiều hai người. Mà giống cái giống được gì chung hết, không có tính. Chỉ tính nhiều và ít thôi. Một người trước mặt tôi thì tôi gọi là usted. Hai người thì ustedes, ba người cũng ustedes. Thấy không ạ? Giờ chúng ta đọc lại cho trên nãy giờ nghe không ha? Từ đầu tới giờ là nghe không? Bây giờ mới đọc nè. Yo estoy. Yo estoy. Tú estás. Tú estás. Él está. Él está. Ella está. Ella está. Usted está. Usted está. Nosotros estamos. Nosotros estamos. Vosotros estáis. Ellos están. Ellas están. Ellas están. Ustedes están. Ustedes están. Thế thì có ai hỏi quý vị động từ estar nó có nghĩa là gì thì mình trả lời sao? Nó nghĩa là nó có nghĩa là và mình thường dùng để làm gì, nó dùng được nhiều lắm, nhưng mà một trong những cái cách dùng chính là sao, để dùng cái gì, hỏi thăm sức khỏe, phải không ạ? Mình nói how are you thì tiếng Tây Ban Nha nó làm sao? Como está? Está usted?
là how are you? Como está usted? How are you? Đó là hỏi cái người ngang hàng với mình hay lớn hơn mình, lớn về tuổi hoặc là lớn chức cũng vậy ha. Còn nếu mình hỏi một em bé, con cháu mình thì mình dùng cái dạng này, tu, phải không? Thì lúc đó thay vì đó thì mình sẽ nói là como estás tu. Nhưng mà thường thường khi đây á, thì mình thân mật rồi mình cũng cần nói chữ tu nữa, nó como estás. Đó là một trong những cái cách dùng của động từ estar. Nhưng mà trong cái bài này á, mình dùng nó không có nghĩa gì cả, mà nó chỉ dùng để cho mình nói đang làm cái gì thôi, giống như trong tiếng Anh vậy. Mà lúc này mình gọi nó là trợ động từ, tức là động từ nó đi theo để nó có một cái vai trò, chứ nó không có nghĩa nữa, nó chỉ có vai trò văn phạm mà nó không có nghĩa. Đúng không? Được chưa? Đó là một, hồi nãy mình thấy công thức là có ba phần chủ từ, động từ estar và một cái loại thứ ba. Bây giờ mình chia, nó đòi hỏi mình phải chia chứ không có để yên được. Bây giờ kế tiếp, mình có ba phần phải không? Phần thứ nhất, phần thứ nhì, phần thứ ba. Bây giờ mình coi phần thứ ba này. Cho nên là cách thành lập dạng hiện tại phân từ của động từ, tức là cái động từ chính mình muốn nói đó. Anh đang làm gì? Tôi đang ngủ, tôi đang ăn, tôi đang học, tôi đang nói. Đó là cái động từ chính. Nhưng mà cái động từ chính này nó phải nằm ở cái dạng gọi là hiện tại phân từ, và trong tiếng Tây Ban Nha nó kêu là gerundio. Tiếng mình nó dài dòng ha, tiếng Tàu đó. Hiện tại phân từ là tiếng Tàu chứ không có tiếng Việt. À, nhưng mà tiếng Việt nó lại dài dòng, tiếng Tây Ban Nha nó rất là gọn. Gerundio kêu là hiện tại phân từ. Thì bây giờ mình muốn biến một cái động từ nó thành hiện tại phân từ thì như thế nào? Thứ nhất, mình lấy cái gốc của động từ A. Quý vị biết cái gốc của động từ A, thí dụ như động từ nói là như thế nào? Nguyên mẫu của động từ nói là như thế nào? Habla. Như vậy cái gốc của nó là cái gì? Gốc của nó tức là trừ cái A đi thì còn cái gì nó là cái gốc? Như vậy cái gốc của Habla là cái gì? Habla. Tại không à, mình lấy cái gốc A đi thì mình lấy cái gốc đó xong mình mới cộng cái đuôi mới là ando. Ví dụ nè, hablar thì gốc là habla, caminar thì gốc là cami. Mà caminar là gì quý vị có nhớ không? Caminar là đi bộ. Nếu quý vị nào biết tiếng Pháp thì trong tiếng Pháp nó có chữ chemin là con đường. Chemin thì tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha kêu là camino. À, thì nó nói các bà con với chữ chemin của tiếng Pháp đó. Thì như vậy mình thấy là theo cái này nó biểu mình là lấy cái động từ nguyên mẫu xong bỏ cái đuôi đi thì còn cái gốc là able. Lấy cái động từ nguyên mẫu bỏ cái đuôi thì còn cami cộng với ando. Bây giờ nếu mà quý vị làm toán thử coi, lấy hablar bỏ a còn a cộng với ando thì nó ra cái gì? Hablando. Hablando và caminando. Quý vị thấy học tiếng, học ngôn ngữ nó cũng giống như làm toán không? Lấy cái này trừ cái kia cộng cái nọ ra kia. Hablar trừ a còn habla cộng với ando ra hablando. Thì cái dạng hablando và caminando mình gọi nó là hiện tại phân từ của động từ, và tiếng Tây Ban Nha nó kêu là gerundio. Như vậy, nếu quý vị thấy hablar thì quý vị gọi nó là infinitivo, tức là nguyên mẫu, chưa có biến chế gì hết thì kêu là infinitivo, nó còn nguyên, chưa có đụng chạm gì tới nó hết. Giống như một cái gói bột mới mua về, chưa có tháo ra, chưa có bỏ nước vào, nguyên mẫu. Nhưng mà khi mình biến nó ra thành hablando thì cái dạng này mình gọi nó là gerundio, tức là hiện tại phân từ. Cái này là nguyên mẫu trong tiếng Việt mình ha. Nói là tiếng Việt chứ là tiếng Hán Việt mới đúng hơn.
Còn cái này là hiện tại phân từ, nó hơi dài dòng. Thì mình chỉ có quyền bỏ cái chữ ando nếu như cái động từ đó là nó có cái đuôi là a. Quý vị còn nhớ hai cái nhóm động từ kia nó hai cái đuôi khác, ai còn nhớ hai cái đuôi kia là hai đuôi gì không? Em và yêu. Đây là tin mừng. Em với yêu tuy là hai nhóm nhưng mà nó đi chung với nhau thành một nhóm. Thì nó như thế này. Thể mà gốc của động từ em với yêu thì thay vì cộng với ando mình sẽ cộng với danh động. Ví dụ comer là ăn, cái động từ này không thể nào quên được, quên là đói đó. Thì cái gốc nó sẽ là com, à mình lấy cái em đi. Vivir là sống, bỏ cái đuôi đi thành vi, cộng với yendo. Quý vị làm toán coi, bỏ đuôi rồi cộng với yendo thì ra cái gì đây? Còn er, bỏ er thành con, còn cái viên đô thì ra còn miên đô. Còn vi viên, bỏ er thành vi, còn cái viên đô thì ra gì? Vi viên đô. Thấy chưa? Như vậy học ngôn ngữ cũng có nghĩa là học toán. Rồi, như vậy chúng ta thấy là mình đủ nguyên liệu để làm cái bánh rồi. Như vậy cái phần đầu tiên của cái thì hiện tại phần hiện tại tiếp diễn là cái gì, mình cần cái gì nhất? Cái chủ từ, tức là cái người nào làm cái gì đó, vô tu hay là tên là khoan hay là em professor, rồi tới cái động từ phụ là gì, trợ động từ là gì? Estar. Nhưng mà nhớ cái chữ estar ra từng ngôi, vô thì phải estoy, tu thì phải estas, em thì phải estar, rồi cái động từ chính nó phải là một là ando hoặc là yendo. Bây giờ tôi quý vị nhớ thử động, nhớ lại cái động từ làm việc hồi nãy đi. Động từ làm việc nguyên mẫu đó là cái gì? Trabajar. Bây giờ biến nó thành cái dạng hiện tại phân từ, nó thành cái gì? Trabajando. Cái ando này nó giống, hay là yendo nó giống như tiếng Anh là in. Work thì thành working, eat thành eating, phải không? Walk thì thành walking, đó là giống như cái in của tiếng Anh vậy đó, ing. Động từ thấy trong tiếng, nhìn thấy trong tiếng Tây Ban Nha là gì? Mirar. Mirar, thấy không? Như vậy là cái hiện tại phân từ nó thành gì? Mirando. Mirar, mirando, thấy không? Còn cái gì nữa? Quý vị có nghĩ ra động từ nào khác nữa không? Động từ đều dễ dễ thôi. Tomar. Tomar là to take hay là uống đó. Tomar thì là cái dạng hiện tại phân từ là to mando. Nó cứ ando, yendo thôi. Tomando, viviendo, comiendo, hablando, caminando. Phải không? Cantar. Cantar là cái gì? Là hát. Như vậy cái dạng phân từ của nó là gì? Cantando. Phải không? Cantando. À bây giờ mình nãy giờ là mình học cái cách, bây giờ là nó ra câu rồi ha. Anh chàng này anh đang nói chuyện điện thoại với cô bạn mà nói mà thấy hình luôn phải không? Thì anh nói như thế này, chúng ta nhìn, nghe và đọc nha. Hola. Hola. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Chúng ta đọc lại nha. Hola. Hola. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Như vậy cái haciendo nó từ cái động từ nào mà ra vậy quý vị? Hacer. Hacer, phải không? Haciendo. Thank you.
Như vậy hacer là làm. Thì qua hiện tại phong từ đã thành haciendo. Cũng giống như tiếng Anh thì bên này là do, thì bên này là doing. Nếu đây là make thì bên này là making. Thấy không? Yeah. Và đố quý vị tại sao tôi bỏ chữ tu vào trong ngoặc đơn vậy? Tại sao? Tại sao không cần? Đúng là không cần, nhưng mà tại sao không cần? Tại vì tu là cái dạng thân mật là anh, em, cháu, con, thậm chí là mày. Thành ra thôi, cũng không cần lịch sự lắm. Thành ra không cần nói. Que estás haciendo? Chúng ta đọc lại nhé. Hola. Hola. Que estás haciendo? Que estás haciendo? Yeah, nhớ học thuộc cái câu này, cứ thấy đang làm gì đó. Que estás haciendo? Phải không? Bây giờ cô này có mới trả lời. Estoy pasando. Chúng ta đọc. Estoy pasando. Estoy pasando. El rato. El rato. Con mis amigas. Con mis amigas. Chúng ta đọc lại lần nữa nha. Estoy pasando. Estoy pasando. El rato. El rato. Con mis amigas. Con mis amigas. Ở đây tôi có chữ vô ở trong ngoặc đơn. Tại sao tôi bỏ cái tin ở trong ngoặc đơn? Hai người nói. Tại vì tiếng Tây Ban Nha đa số họ không cần nói chủ từ, họ nói trống như vậy. Đối với người Việt tôi có nói rồi phải mà, mình nói mà không có chủ từ tức là vô phép. Nhưng mà đối với Tây Ban Nha cái đó là cái bình thường. Tại vì cái động từ estoy nó nói cho mình biết đó là vô chứ gì nữa, thì nên nói là nó dư. Nhưng mà nếu quý vị biết tiếng Pháp thì tiếng Pháp nó không cho phép chuyện đó. Je suis chứ không có suy không à. Nhưng mà tiếng Tây Ban Nha vô soi thì nó soi được. Nó tùy cái ngôn ngữ, nó tùy cái văn hóa. Tiếng Anh cũng không nói bỏ được. Giờ nói I am hanging out chứ không nói em hanging out. Còn tiếng Việt mà nói đang ngồi chơi với bạn, nó thôi đi luôn đi, khỏi ngồi chơi nữa, đừng về nhà nữa, nó ăn nói gì không được. Thấy không? Em ra tô là gì? Rato là một khoảng thời gian ngắn. Pasando el rato tức là trải qua một thời gian ngắn. Cái cách này nói này để ý nói là chơi thôi, đi chơi, ngồi chơi. Trong tiếng Anh nó kêu là to hang out, đi chơi. Nói pasando không? Không được. Pasar có nghĩa là trải qua. Nhưng nó tôi đang trải qua thì không biết trải qua cái gì hết. Trải qua một thời gian. Cái rato thì có nghĩa là thời gian. Thí dụ ai biểu mình làm cái gì mình nói đợi chút xíu đi, mình kêu un ratito tức là một chút nha, chờ chút. Như vậy chúng ta thấy là cái nguyên mẫu của động từ pas này nó là pasar, phải không? Và cái dạng hiện tại phân từ nó là pasando. Và nhắc lại là pasar nghĩa là trải qua, to pass. Nhưng mà cái này nó gần như là một thành ngữ. Pasar el rato có nghĩa là đi chơi, ngồi không làm, không làm gì hết. Thì kêu là pasar el rato. À, đi ngang mình nói pasar el rato aquí, tức là ngồi đi chơi. Vậy thôi. À, chúng ta đọc lại nhé. Estoy pasando el rato. Estoy pasando el rato. Con mis amigas. Con mis amigas. Một lần nữa nha. Estoy pasando el rato. Estoy pasando el rato. Con mis amigas. Con mis amigas. Yeah. Rồi cô nói tiếp. Chúng ta đọc đã rồi tính chuyện sau nha. Estoy bebiendo. Estoy bebiendo. Un café helado. Un café helado. Nói lại nha. Estoy bebiendo. Estoy bebiendo. Un café helado. Un café helado. Dạ. Yeah. Như vậy thì cái động từ bebiendo đố quý vị chứ cái dạng infinitivo của nó là gì? Dạng nguyên mẫu nó là sao? Beber, phải không? Là uống. Và cái dạng hiện tại phân từ là bebiendo.
Estoy bebiendo un café helado. Ở đây tôi không cần để chữ vô nữa, quý vị biết rồi đó. Không cần nó vô nữa. Nhưng mà mình biết là nó hiểu ngầm. Nó vẫn có cái chỗ đó của nó. Nhưng mà mình không nói thôi. Cà phê thì mình biết rồi. Helado là ướp lạnh. Đúng là cà phê ướp lạnh. Nhưng mà nước đá không thì mình nói làm sao? Là el hielo. Cái này là nước đá nè. Yellow là ice. Còn cái helado này là iced. Tức là iced coffee. Tức là nước. Nếu mà dịch từng chữ nên là cà phê ướp lạnh hay là cà phê có bỏ nước đá vào. Mà tiếng Việt mình nói vắn tắt là cà phê đá. Thật ra mình nghĩ là mình nói cà phê đá là trật đó. Đá đâu có đá là cái hòn đá à. Nghĩ lại chúng ta nói sai nhiều lắm và chúng ta chấp nhận thôi đó. Cà phê đá là thế nào? Với đá cũng được, là một cái viên đá ngoài đường cũng làm đá vậy. Đúng rồi, mình kêu là nước đá nó mới đúng. Tức là nước mà nó đông lại như là viên đá. Nhưng mà mình nói quen rồi, mình cho thấy là đúng. Mà đâu có đúng đâu. Nếu mình bỏ lấy một ly cà phê, mình lấy một viên đá bình thường mình bỏ vào cũng là cà phê đá vậy. Chúng ta không nghĩ thôi chứ chúng ta nói chưa chắc là đúng đâu. Thành ra nếu có đi bắt bẻ người khác cũng bớt đi. Dạ đúng rồi. Cô nói đúng. El helado là carême. Nhưng mà cái chữ helado này á, nó không phải là cà rem mà nó là nước đá, nó từ chữ nước đá mà ra. Hình có hai chữ là yellow là nước đá, mà helado là kem. Nhưng mà cà phê helado có nghĩa là cà phê đá, chứ không phải cà phê kem. Cà phê mà bỏ kem là, thì mình phải nói là cà phê con helado, tức là cà phê mà với kem. Còn cà phê helado tức là cà phê mà bỏ nước đá. Động từ xe cũng là làng. Cũng là làng, nó có hai cái. Thì nếu nói tôi là người Việt Nam thì nói là soy Việt Nam Vi Tạng. Dạ đúng. Nói estoy Việt Nam Vi Tạng. Dạ, mình nói soy Việt Nam Vi Tạng. Dạ. Tiếng Tây Ban Nha nó có tới hai cái động từ là rồi. Thành ra mình phải biết nó dùng trong trường hợp nào. Ông vừa cho một ví dụ rất đúng. Hãy nói tôi là người Việt Nam, hãy nói soy Vietnamita. Nhưng mà tôi đang uống cái gì thì là phải dùng estoy de Vien rồi. Hãy nhớ thôi. Chúng ta đọc lại lần nữa để qua câu khác nhé. Estoy de Vien đó. Estoy bebiendo un café helado. Un café helado. Vậy tới cô này làm cái gì? Chúng ta đọc nhé. Marta está tomando. Marta está tomando. Té caliente. Té caliente. Otra vez, Sabaña. Marta está tomando. Marta está tomando. Té caliente. Té caliente. Chào chút xíu nha, chào nhờ cô Thắm. Chữ calor là heat, tức là cái sự nóng. Ít ai nói caliente đó. Caliente là thường thường mình dùng để mình nói thức ăn nó nóng, thức uống nó nóng. Cũng có cái dùng thời tiết nhưng mà hiểu. Cứ nhớ trời nóng mình nói hace calor. Yeah. Cũng như tiếng Tây nó kêu là infeso, phải không? Thì mình phải nhớ là vậy thôi. Pateso cũng là nóng phải không? Infeso. Rồi chúng ta đọc lại câu này nữa, hâm nóng để qua cái sau. Estoy bebiendo. Un café helado. Un café helado. Còn cái cô chính giữa. Chúng ta đọc tiếp nha. Y Carmen
Está hablando. Está hablando. De la moda. De la moda. Vậy chúng ta thấy chữ hablar ở đây mình học không? Là hablar có hai, dùng trong ít nhất là hai chuyện. Chuyện thứ nhất là nói một thứ tiếng gì. Hablar español, hablar francés, hablar vietnamita. Nhưng mà nói chuyện cũng có thể dùng hablando. Thì cô này cô đang nói về thời trang. Moda thì nó giống tiếng Việt mà tiếng Pháp đây là mode, phải không? Chúng ta đọc lại nha. Y Carmen. Y Carmen. Está hablando. Está hablando. De la moda. De la moda. Thì vậy mình thấy ba cô này là mỗi cô là một việc. Ha. Cô này hồi nãy cô nói cái gì? Estoy bebiendo un café helado. Bạn cổ này está tomando un café caliente, un té caliente. Và cái cô này là está hablando de la moda. Rồi bây giờ câu kế tiếp chúng ta đọc nhé. Nosotras estamos disfrutando una buena tarde. Una buena tarde. Cái động từ này thì nguyên mẫu nó là cái gì ha quý vị? Disfrutando thì bây giờ đem nó là về dạng nguyên mẫu là cái gì? Disfrutar, phải không? Thì cái dạng này đó là disfrutando. Cái chữ disfrutar này có nghĩa là thưởng thức hay là hưởng. Tôi dịch ở đây là tận hưởng. Và thường thường á, nó có thể dùng với cái giới từ là de nữa. Ví dụ disfrutando de una buena tarde. Nhưng mà có thể bỏ ra được, thì tôi bỏ bớt cho nó phải rắc rối. Nhưng mà có hai cách. Ví dụ quý vị nào đang theo dõi cái video này có thể nói, thường thường tôi dùng disfrutar với cái giới từ là de. Tại sao ở đây không có? Sở dĩ nó không có là mình có thể nói hai cách được. Nói với chữ de cũng được, mà không có chữ de cũng được. Thì chúng ta đọc lại nhé. Nosotras estamos disfrutando una buena tarde. Chúng ta để ý lại là cái động từ disfrutar mà trong tiếng Anh nó là enjoy, thì trong tiếng Việt mình ít nhất là có hai nghĩa là thưởng thức và hưởng. Nhưng mà thường thường mình nói hưởng hay là tận hưởng một buổi chiều, còn thưởng thức là để dành cho món ăn hay là một cuốn sách hay hay một cái phim, phải tùy mà dịch. Chứ mình nói thưởng thức một buổi chiều thì không phải tiếng Việt, đúng không? Thưởng thức một cuốn phim, nhưng mà hưởng, tận hưởng một buổi chiều, tận hưởng một mùa hè. Tiếng Việt mình có hai chữ. Chúng ta đọc lại một lần nữa. Nosotras estamos disfrutando una buena tarde. Dạ, coi còn nữa không ha? Bây giờ cô này nãy giờ cô trả lời rồi. Anh kia hỏi cổ làm gì thì cổ mới nói lại là cổ làm gì, bạn cổ làm gì. Bây giờ cô hỏi ngược lại, chúng ta đọc nhé. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? Ahora có nghĩa là bây giờ. Mà chúng ta thấy cái chữ trong tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt nó cũng giống lắm. Chữ ora không tiếng Việt là giờ, đúng không? Quý vị còn nhớ cách hỏi giờ không? Lâu lắm rồi, một cái bài đó nó lâu lắm rồi. Mấy giờ rồi tiếng Việt nó, tiếng Tây Ban Nha nó làm sao? ¿Qué hora es? Ora có nghĩa là giờ. Ahora có nghĩa là bây giờ. Thì tiếng Việt cũng vậy, phải không? Lấy chữ bây cộng với chữ giờ. Còn tiếng Tây Ban Nha lấy chữ A cộng với ora. Ahora, bây giờ. Tôi giảng tiếng Tây Ban Nha nhiều lúc tôi rất lấy làm thú vị. Có nhiều lúc tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt nó giống như đi song song với nhau vậy. Trong khi tiếng Anh chữ now nó không có giống như bây giờ đâu. Trong mà tiếng Tây Ban Nha nó lại giống bây có nghĩa là a, giờ có nghĩa là ô, là ora. Chung với nhau bây giờ là ora. Tiếng Anh nó là chỉ có một chữ thôi, phải không? Giờ chúng ta đọc lại câu này. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo ahora?
que ya estás haciendo ahora. Để coi cái anh này anh trả lời làm sao. Anh này trả lời và chúng ta đọc nghe và nhìn nhé. Estoy hablando contigo. Estoy hablando contigo. Y mirando. Y mirando. La tele. La tele. A la vez. A la vez. A la vez. Chúng ta đọc lại lần nữa. Estoy hablando contigo. Estoy hablando contigo. Y mirando la tele. Y mirando la tele. A la vez. A la vez. Hablando thì mình biết rồi, còn mirando thì cái dạng nguyên mẫu đó là cái gì? Mirar. Mirar, thấy không? Quý vị nên có cái thói quen là thấy một cái dạng động từ nào đó, đưa nó về cái dạng nguyên mẫu để mình biết. Nên mình nói, oh, mirando là mirar. Hablando, habla. Corriendo, correr. Mình phải đem nó về cái dạng nguyên mẫu để khi mình tra từ điển thì mình biết nhá. Như vậy nó là mirar, mirando. Contigo là với anh, với chị, với cô. Còn với tôi là conmigo. Học luôn chữ này nhé, conmigo. Ves có nghĩa là cái lần, giống như tiếng Anh là time. Nhưng mà a la ves là cùng một lần, tức là đồng thời à, cùng một lúc. Cùng một lần. A la ves. Và tiếng Pháp là gì? A la fois à, en même temps. Thấy không? Nhưng mà nó cũng có nói là a la fois. Chúng ta đọc lại nhé. Estoy hablando contigo. Estoy hablando contigo. Y mirando la tele. Y mirando la tele. A la vez. A la vez. Tiếng Tây Ban Nha nó cũng có cái chữ giống như en même temps tiếng Pháp là nào. En mismo tiempo nó cũng có, nhưng mà a la vez nó cũng nói được. Vậy là anh này làm hai chuyện cùng lúc. Estoy hablando contigo y mirando la tele a la vez. Hình như tới đây là hết phần thứ nhất. Đúng rồi, tới đây là và chúng ta. Nhưng mà Thiệu nói là với cô ấy thì nó chỉ là con ella thôi. Còn với ông là con usted. Những cái khác nó là bình thường. Hai cái này nó là coi như là ngoại lệ. Tự nhiên nó có cái đuôi go và đuôi vậy thôi. Ví dụ như tiếng Ý chẳng hạn, với tôi ha, tiếng Tây Ban Nha là conmigo, nhưng mà tiếng Ý nè, tiếng Ý nó là con me. Đây là tiếng Ý nè, nó bình thường. Tự nhiên qua tiếng Tây Ban Nha conmigo nó thành tiếng go rồi. Cái này phải nhớ. Nhưng mà mấy cái khác chúng ta thấy không, là nó vẫn bình thường. Con ella, con usted. Như vậy là với chúng tôi thì mình nói làm sao? Con gì? Ustedes. Con nosotros. Là với chúng tôi. Tóm lại là những cái khác nó bình thường. Chỉ có contigo, conmigo là hai cái nữa. Nó có cái go đằng sau phải nhớ. Vừa qua chúng ta coi cái thời hiện tại diễn tiến là đang làm cái gì. Bây giờ chúng ta qua cái tương lai gần. Nếu mình nói tương lai gần có nghĩa là sẽ có tương lai xa. Thì trong tiếng Tây Ban Nha nó có hai loại tương lai. Thì cái loại tương lai này đó, thứ nhất là mình thường dùng để nói những cái việc mà mình sắp làm. Nó gần như tương đương với trong tiếng Việt là sắp. Thì nói tôi sắp đi chơi. Tôi sắp nghỉ hè, tôi sắp có việc mới. Nhưng mà cái thì tương lai gần này bây giờ nó rất là phổ biến trong tiếng Tây Ban Nha. Họ dùng cho cả tương lai xa luôn. Tức là nói gọi là tương lai gần chứ muốn dùng như thế nào cũng được. Sau này học nhiều hơn chúng ta sẽ có dịp học cái thì tương lai kia, nhưng mà nó không có dùng nhiều bằng. Cái này nhiều nhất. Hay là học cái này là đủ xài cho tương lai rồi. Thì trong tiếng Tây Ban Nha nó kêu là futuro inmediato, có nghĩa là tương lai ngay sau này, lập tức, inmediato. Thì cũng như cái thì hiện tại diễn tiến nó phải có một cái công thức.
thì mình mới biết thành lập sao. Thì đối với vị cái nguyên liệu đầu tiên để mình nói một câu là cái gì? Chủ từ, nó phải có cái chủ từ, nghĩa là người nào đó hay là cái vật nào đó, phải không? Tức là đây, cái đó là cái món đầu tiên, cái nguyên liệu đầu tiên cho cái bánh tương lai rồi. Xong rồi nó sẽ có cái nguyên liệu thứ nhì là cái trợ động từ. Mình sẽ dùng thì hiện tại của động từ ear. Cái động từ này mình gọi là trợ động từ, nhưng mà nếu nó là động từ chính thì nó có một ý nghĩa. Quý vị có ai còn nhớ động từ ear nghĩa là gì không? Với cái tư cách là, với tính cách là động từ chính, động từ ear nghĩa là go, là đi. Nhưng mà trong cái thì tương lai này đó, nó không có nghĩa là đi nữa, mà nó tạm gọi nó là, nó tương đương với tiếng Việt mình là sắp hay là sẽ, chứ nó không có nghĩa là đi, tại vì nó chỉ là động từ phụ thôi. Xong rồi tới cái nguyên liệu thứ ba. Như vậy chúng ta thấy cái động từ này, cái công thức nó hơi phức tạp. Đằng kỳ trước á, hiện tại diễn tiến chỉ có ba phần thôi, phải không? Chủ từ, rồi esta, rồi hiện tại phân từ. Cái này tới bốn phần lận. Cái phần thứ ba này là cái giới từ không bao giờ thay đổi, là a. A có nghĩa là đến, nhưng mà nó cũng có nghĩa gì hết. Nó dùng, nó là phải dùng như vậy thôi. Xong đối với vị, cái nguyên liệu cuối cùng là cái gì? Quý vị có thể đoán được không? Là cái động từ chính, mình mới biết là làm cái gì chứ. Sẽ làm nhưng mà làm cái gì? Thì cái động từ chính này nó dễ lắm. Nó nằm ở dạng nguyên mẫu, tức là mấy cái dạng nó có đằng sau là are, are, are. Tôi khỏi có mắc công bằng cái ando, yendo hồi nãy. Đấy mà. Như vậy, tóm lại là cái thì hiện tại, xin lỗi, thì tương lai gần nó có bốn phần: chủ từ, rồi chia động từ are, rồi có chữ a, rồi tới cái động từ chính mà nó nằm ở dạng nguyên mẫu, tức là mình khỏi cần làm gì hết. Ejemplo, ví dụ. Yo voy a comer thì nghĩa là gì? Tôi sắp ăn cơm. Tôi sắp ăn. Còn mình thì kêu ăn cơm. Ăn cái gì cũng gọi là ăn cơm. À, ăn bún cũng kêu là ăn cơm. Ăn phở cũng ăn cơm. Nếu quý vị biết tiếng Pháp thì quý vị thấy tiếng Tây Ban Nha nó khác tiếng Pháp ở chỗ là tiếng Pháp nó cũng dùng động từ đi. Nó kêu là je vais manger. Nó không có chữ A, tự nhiên tiếng Tây Ban Nha nó phải có chữ A vô. Thành đó là cái hai cái khác nhau của tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp. Tây Ban Nha tự nhiên nó phải có thêm chữ A vô. Như vậy là chỉ nói voy a comer. Như vậy bỏ chữ vô đi, mình nói voy a comer, đúng vậy. Nhưng mà khi mình nói voy a comer, trong đầu mình phải biết là vô. Tiện đây xin hỏi quý vị, có khi nào mình nói nguyên câu như vậy không? Có chữ vô không? Có, nếu mình muốn nhấn mạnh. Khi mình nói cái anh đó không có ăn đâu, tôi mới là người sắp sửa đi ăn đây nè, vô voy a comer, lúc đó mình dùng. Còn bình thường thì mình chỉ nói voy a comer. Như vậy mình dùng chữ vô nếu mình muốn nhấn mạnh, còn nếu không cần thì không nói. Bây giờ cái chủ từ thì mình biết rồi, nó tùy cái người mình muốn nói. Nhưng mà bây giờ mình phải chia động từ here, phải không? Chia ở thì hiện tại. Cái thì này chúng ta đã chia rồi, không biết quý vị còn nhớ không? Vô thì đi với, voy. Tu thì đi với, vas. El thì đi với, và. Ella va, usted va, còn nosotros thì sao? Vamos. Vosotros thì? Vais. Ellos thì? Van. Như vậy bây giờ mình nói nè, let's go. Thì tiếng Tây Ban Nha đó, đây là thì nó cũng thấy tạm gọi là imperative nè. Đi, vamos, let's go.
Vamos. Nếu mà nó là động từ bình thường thì nó có nghĩa là đi. Còn trong cái từ tương lai thì nó tạm gọi là sắp hay là sẽ, phải không? Nó biến cái nghĩa rồi. Thí dụ mình muốn hỏi chứ anh đi đâu đó thì mình nói là dónde và usted, anh đi đâu đó. Nhưng mà nếu mình hỏi một cái cậu bé, cháu đi đâu đó, thì mình đổi cái này thành cái gì? Vas. Mình có cần nói tu không? Không, nếu họ muốn nhấn mạnh, thí dụ mình nói là người này thì làm gì, còn em thì đi đâu đó. À, don't they was tu. Nhưng mà bình thường thì không cần. Thế là, tức là mình nói don't they was là đủ rồi. Nhưng mà đó là động từ khi nó có nghĩa là đi. Còn ở đây nó nghĩa là sắp thì mình không có cho nó nghĩa. Bây giờ chúng ta đọc lại nhé. Yo voy. Yo voy. Tú vas. Tú vas. Vas. Él va. Él va. Va. Ella va. Ella va. Ella va. Usted va. Usted va. Nosotros vamos. Nosotros vamos. Vosotros vais. Vosotros vais. Ellos van. Ellos van. Ellas van. Ellas van. Ustedes van. Ustedes van. Yeah. À, tiện đây hỏi chứ là tôi đi biển thì mình nói làm sao? Yo voy a la playa. Bây giờ chúng ta nghĩ là cái biển một chút. Ngay cả khi mình nói tôi đi biển mình cũng nói sai rồi. Nó lại phải nói tôi đi đến biển chứ. Nhưng đi biển là cái gì? Nếu mình dịch y ra qua tiếng Tây, tiếng Anh á, I go beach, thì người ta thấy là mình nói tiếng bồi rồi. Có phải là tiếng Việt mình nói cũng sai không? Tôi đi biển là làm sao? Mình đang nghĩ lại đó nha. Mình nói sai tiếng Việt nhiều lắm. Nhưng mà ai cũng nói vậy thì sai nó thành đúng. Mà khi cô viết, cô cũng biết tôi đi biển chứ. Cô viết là tôi đi đến biển, nó đâu ra tiếng Việt nữa đâu. Nhưng mà tôi đi đến nhà anh thì phải nói đến, đúng không? Còn tôi đi nhà anh thì nó hơi kỳ á. Phải không? Hả? Sao ạ? Tôi đi ra biển. Nhưng mà tôi ra biển nó cũng nghe nó cũng... Nếu dùng tiếng Anh nó cũng kỳ lắm á. Ra là động từ. Nhưng mà thôi, ở đây chúng ta không có thời giờ nói tiếng Việt nhiều, nhưng mà chỉ nhắc quý vị là tiếng Việt mình nó cũng lắc léo lắm, phải không? Dạ, nuốt, tiếng nào cũng nuốt hết. Ví dụ 25 thì thành 25. Nuốt hết chữ 10 rồi. 25. Phải không? Thâm nhầm. Thầy cứ hỏi là lần trước mà tại sao cái tiếng nếu mà mình quên thì lần trước có sai. Sai thì không sai, nhưng mà cái người Tây Ban Nha họ đọc vào họ thấy thiếu thiếu cái gì. Giống như là mình thiếu một viết một câu mà quên dấu chấm đằng sau vậy. Cái luật của nó là cái câu hỏi thì phải câu hỏi dấu hỏi ngược phía trước, dấu hỏi xuôi phía sau, câu tán thán thì tấm chấm than ngược phía trước, chấm than xuôi phía sau, đó là cái luật thôi. Nhưng mà nếu mình không biết là không sai hay là đúng sai, không sai mà cũng chưa đúng, chưa có đúng điệu, chưa đúng điệu Tây Ban Nha. Cô cứ tưởng tượng viết một câu tiếng Việt mà không có dấu chấm đằng sau thì cô nghĩ như thế nào? Khó chịu lắm. Còn nó khác thì nó không khác, nhưng mà người ta còn đợi còn gì nữa không? Như vậy thì mình nhớ là muốn nói thì tương lai gần thì mình phải cần cái động từ phụ là ir, mình phải chia ra là voy, vas, va, vamos, vais, van, xong rồi mới tới cái giới từ là a, lúc nào cũng phải có a, rồi mới tới cái động từ chính là nguyên mẫu.
À, thành đạt chúng ta đọc nha. Que va a ser? Que va a ser? Su familia? Su familia? Este fin de semana? Este fin de semana? Chúng ta để ý là cái chữ va nó chấm dứt bằng a, xong tới chữ a nó cũng là a, mà cái động từ a ser nó cũng bắt đầu là chữ a. Như vậy ở đây là ba cái chữ a, ba cái âm a nó liên tiếp, thì mình không có đọc hết ra mà mình kéo dài, chứ không có ai đọc như thế này. Que va a ser. Trong thực tế người ta nói là sao? Que va a ser, nó đọc thành một cái âm a dài. Que va a ser. Que va a ser, chứ không có que va a ser. Thấy không? Dạ. Thì thầy trở lại cái phần trước rồi. Sao mình cũng nói là vô voi a e rồi là à. Yo voy a la playa có nghĩa là tôi đi biển mà lúc nào đi cũng được. Hay là tôi đang đi biển, còn muốn nói là tôi sắp đi biển thì ông nói, ông hỏi rất là hay. Lúc đó hai cái động từ ir nó đụng độ nhau. Một cái nó dùng như là trợ động từ và một cái nó dùng như động từ chính, thì nó sẽ như thế này. Yo voy a ir a la playa. Chúng ta thấy là cái động từ này cũng là ir mà chia ra rồi. Còn động từ này ir mà nó nguyên mẫu, thì cái này là động từ chính, còn cái này là sắp đi, chứ không phải là đi đi. Thấy không? Đó, như vậy là mình dùng nó như cái ý là sắp đi. Yo voy a ir là tôi sắp đi. Còn yo voy tức là tôi đang đi, hoặc là ngày nào tôi cũng đi. Ví dụ mình nói yo voy a la playa todos los días, ngày nào tôi cũng đi biển. Anh nói theo kiểu cô, ngày nào tôi cũng ra biển. Còn yo voy a ir a la playa, tôi sắp đi biển. Thì chúng ta đọc lại nha. Que va a ser? Que va a ser? Su familia? Su familia? Este fin de semana? Este là này đó, cái tuần cuối tuần này, phải không? Rồi để coi cái câu kia trả lời sao ha. Ở đây tôi bỏ cái chữ nosotros vào trong ngoặc, tại vì mình không cần. Chúng ta khỏi cần đọc luôn ha. Vamos a tener. Vamos a tener. Una fiesta. Una fiesta. De cumpleaños. De cumpleaños. 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 Para mi hijo. Para mi hijo. Para mi hijo. Para mi hijo. Hai cái y nó gặp nhau phải không? Mi hijo. Thì mình đọc y nó dài ra. Para mi hijo. Para mi hijo. Para mi hijo. Para mi hijo. Chúng ta đọc lại nhé. Vamos a tener. Vamos a tener. Una fiesta. Una fiesta. De cumpleaños. De cumpleaños. De cumpleaños. De cumpleaños. Para mi hijo. Para mi hijo. À, như vậy động từ tener là cái gì quý vị còn nhớ không? Cái nghĩa chính của tener là cái gì? Có. Có. Gọi là chúng tôi sắp có một bữa tiệc, hay là tôi cũng dịch sát thật là tổ chức một bữa tiệc cũng được, phải không? Fiesta là tiệc, tức là party đó. Tây là fest, phải không? De cumpleaños là sinh nhật. Para là cho. Đến đây nó cũng sát lắm rồi. Hả? Chúng ta đọc lại lần nữa. Vamos a tener, vamos a tener una fiesta, una fiesta de cumpleaños, de cumpleaños para mi hijo, para mi hijo. Hiện nay xin hỏi quý vị, có quý vị nào bắt đầu nằm chiêm bao thấy mình nói tiếng Tây Ban Nha trong giấc mộng của mình chưa? Chưa hả? Vậy là chưa hẳn tiến bộ. Một đêm nào đó tự nhiên nằm chiêm bao thấy nói tiếng Tây Ban Nha, lúc đó là đã thấm rồi đó. Có cùng bộ thằng bao thôi. Rồi cái bà đó bà nói tiếp. Voy a ser. Voy a ser. Voy a ser. Voy a ser. Un pastel. Un pastel. De chocolate. De chocolate. Dễ gáy lên rồi hả? Nó là bài voy a ser. Voy a ser. Un pastel. Un pastel. De chocolate. Để như vậy xin đố quý vị nhé.
accept trong câu này nó có nghĩa là to do hay là to make? To make. Làm bánh thì là to do hay là to make? To make. To make. Đấy hả? Như vậy quý vị nói là made in Mexico thì quý vị nói làm sao? Quý vị có thể nói phải thuộc lòng. Made in Mexico. Này nó dùng chữ made là này nó là hồi nãy mình học hiện tại phân từ phải không? Cái này là quá khứ phân từ. Hecho. Hecho. En Mexico. Biết được cái này là mình biết hết. Made in Vietnam thì mình nói làm sao? Hecho in Vietnam. Made in France. Nó là sao? Hecho in France. Made in Germany. Hecho in Alemania. Made in Japan. Hecho in Japan. Nhưng mà không thể nói thiếu cái này. Made in China. Thì nói sao? Hecho in China. Hecho in China. Rồi chúng ta tiếp nha. Xong rồi cái bà đó bà nói tiếp. Mi ha va a decorar. Para la fiesta. Chúng ta thấy cái động từ decorar như mình kêu là decor phải không? Là trang hoàng. Chúng ta đọc lại nhé. Mi ha va a decorar. Para la fiesta. Para la fiesta. Chúng ta để ý là trong cái bài này á, thường tôi không dùng cái sắp mà tôi dùng cái sẽ. Có nghĩa là cái động cái thì tương lai này dùng cho gần cũng được mà xa cũng được, sẽ cũng được mà sắp cũng được, nó tùy. Còn làm cái gì nữa? Mi esposo va a preparar unos platos especiales. Esposo là chồng. Như vậy vợ là sao? Esposa. Esposa. Yeah. Preparar thì mình biết rồi. Plato nó có hai nghĩa. Plato nó là cái dĩa hay là cái đĩa. Nhưng mà plato nó cũng có nghĩa là món ăn. Đúng không? Như vậy là unos platos especiales là mấy hay là vài. Unos platos especiales. Chúng ta đọc lại nhé. Mi esposo. Mi esposo. Va a preparar. Va a preparar. Unos platos. Unos platos. Especiales. Especiales. Như vậy quý vị thấy cái thì tương lai nó có dễ nói hơn cái thì hiện tại tiếp diễn không? Dễ hơn chút tại vì cái động từ chính nó dùng ở nguyên mẫu. Mình khỏi có thắc mắc. Habla hãy đổi thành hablando, preparar thành preparando. Cái này habla là habla, preparar là preparar. Xong, bà trả lời rồi, bà hỏi lại. ¿Qué tal ustedes? Cái câu hỏi này tôi đã cho quý vị thấy một vài lớp về trước là ¿Qué tal? Không có nghĩa là what's up? Giống như mình hỏi ha, oh, có gì lạ không? ¿Qué tal? Cái này là câu hỏi rất là thân mật. Sao? Có gì lạ không? À. Thì khi mình hỏi cái này nó không có nghĩa vậy. Nó có nghĩa là tôi thì làm thế này, còn anh thì như thế nào? Thì đã mới dịch đây là còn gia đình chị thì sao đó. Chúng ta đọc lại. ¿Qué tal ustedes? ¿Qué tal ustedes? Ví dụ mình nói với một người thì mình nói làm sao? ¿Qué tal ustedes? Một người thôi. ¿Qué tal ustedes? Còn nếu mình nói với một cô bé nhỏ thì mình nói làm sao? ¿Qué tal tú? Phải không? ¿Qué tal tú? ¿Qué tal usted? ¿Qué tal ustedes? Còn các cô ấy thì sao? Thì mình nói sao? ¿Qué tal? Các cô ấy, ellas, qué tal ellas, phải không? Còn các anh ấy thì sao? Qué tal ellos. Còn tụi tôi thì sao?
qué tal nosotros? Ví dụ ai làm gì đó, còn tuổi tôi thì sao? Qué tal nosotros? À, nhớ cái cách dùng của cái này nha. Bây giờ cái bà này bà mới tường trình lại bà sẽ làm gì. Chúng ta đọc nhé. Mi familia. Mi familia. Va a ir a la playa. Va a ir a la playa. Đó, chúng ta thấy chỗ này là cái chỗ hai cái động từ ir nó đụng nhau. Nhưng mà mình biết là va ở đầu á, có nghĩa là động từ phụ, có nghĩa là sẽ hoặc là sắp. Nhưng mà ir sao mới thật sự là động từ chính và nghĩa là đi. Đúng không ạ? Chúng ta đọc lại. Mi familia. Mi familia. Va a ir. Va a ir a la playa. Và chúng ta để ý nữa cái giới từ a đó, cái đằng thứ nhì á có nghĩa là đến biển, còn cái a đằng trước nó chỉ là một thành phần trong cái thì tương lai thôi, mình không có dịch, phải không? Chúng ta đọc tiếp. Mis niños, mis niños van a jugar, van a jugar a la pelota, a la pelota. À, pelota là trái banh, thì trong tiếng Pháp nó cũng là pelote, nhưng mà tiếng Anh, tiếng Pháp ít dùng chữ pelote mà nó dùng chữ ball nhiều hơn, nhưng mà nó có chữ pelote. Thường thường những chữ như cái cuộn len nó mới kêu pelote. Niños là con nít, như vậy một cậu bé thì mới là un nhỉ? Un niño. Còn một cô bé là sao? Una niña. Còn con cái con nít nói chung là niños. Jugar là chơi. Chơi một cái món gì đó nó phải có tiếng A. Ví dụ chơi banh thì phải nói là jugar a la pelota. Như vậy chơi túc cầu hay là bóng tròn thì chúng ta nói là cái gì ha? Lúc nào cũng phải có chữ A nha. Jugar al football. Chữ A này là do chữ A cộng với chữ E thì nó biến thành al. Jugar al football. Như vậy đánh tennis thì chơi tennis thì quý vị nói làm sao? Jugar al tennis. Cũng vậy thôi. Jugar al tennis. Nhưng mà chơi bài, đánh bài thì nó giống cái, thì mình phải nói là jugar a. Đánh bài mấy lá, nhiều lá hay một lá? Nhiều thì phải nói sao? A las cartas. Đánh bài mà có một lá chẳng ai ăn ai thua hết. Như vậy a las thì để yên, nhưng mà hãy a mà đụng độ với em thì nó thành là a. Trong tiếng Tây Ban Nha có hai cái trường hợp là viết chung mà tiếng Pháp nó kêu là contraction. Như Tây Ban Nha nó chỉ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là A cộng với E là AL. Trường hợp thứ hai là D cộng với E là D. Thế thôi, không bao giờ có cái gì mà viết gộp lại nó hết, dễ nhớ quá. Muốn nhớ cái chữ thứ hai thì nhớ cái tiệm bán thức ăn Del Taco. Phải không? Del Taco. Yeah. Hai cái đó thôi. Trong tiếng Việt mình tạm gọi là viết gộp lại với nhau. Gộp lại. Mình có viết gộp ở trong tiếng Việt không? Có trường hợp nào viết gộp trong tiếng Việt không? Có đó chứ. Thì hồi nãy đó 35 thì viết thành băm lăm, 30 thì thành băm. Tại nên mình mới nói trời ơi tôi đã bị băm tới băm lui rồi đó. Băm lăm. Sao ạ? Cái này có hai cách đọc. Cái cách mà kêu bằng
rất là Tây Ban Nha là phải đọc như ca hát trong tiếng Việt, tức là San Jose, Jose. Còn cái cách thứ hai là đọc như chữ hát, tức là San Jose. Thì cái cách đọc như chữ hát á, thường thường người ta đọc ở Mexico. Thì những người mà chúng ta ở đây, chúng ta gần gũi với mấy người Mexico nhiều phải không? Mình nghe là San Jose. Nhưng mà nếu chúng ta đi Tây Ban Nha, mình sẽ nghe người ta đọc mạnh hơn là San Jose. Hoặc là một số khác, nước khác nó cũng đọc là ca hát. Nhưng mà đối với người Việt mình, cái âm ca hát đâu có phải là âm khó đâu. Mình có chữ đó mà khờ mà phải San Jose. Đa số họ đọc là giống như chữ hát là San Jose. Chữ hát thì không đọc. Chữ G, chữ D, G này thì đọc thành là hát, mà hát thì không có đọc. À, nhưng mà ít nhất tiếng Tây Ban Nha nó cũng có quy tắc, tức là một khi nó đã là như vậy rồi thì nó là như vậy. Quý vị để ý tiếng chữ hát trong tiếng Anh có khi đọc có khi không đọc, đúng không? Thì chữ hát trong tiếng Anh là cao thì kia là hai, nhưng mà cái chữ thật thà thì đọc là honest. Có chữ hát chứ mình kêu là honest. Thành ra tiếng chữ hát tiếng Anh có lúc đọc có lúc không đọc, còn tiếng Tây Ban Nha chữ hát là không bao giờ đọc. Tiếng Pháp cũng vậy, không có đọc, tuy rằng có chia ra là as ra as vie rồi as aspire, nhưng mà cái đó nó chuyện khác, dài lắm. Và lớp này phải lớp tiếng Pháp rồi, thôi không nói nữa. Tóm lại, tiếng Tây Ban Nha là tiếng dễ thương nhất. Chữ hát không có đọc là không bao giờ đọc. Tiếng Anh có lúc có, lúc không. Yeah. Quý vị học nhiều thứ tiếng sẽ thấy tiếng Tây Ban Nha là dễ nhất trong các thứ tiếng. Khó nhưng mà so ra là dễ hơn mấy cái thứ khác. Chúng ta đọc tiếp. Todos vamos a nadar. Todos vamos a nadar. En el mar. En el mar. Todos vamos a nadar. Todos vamos a nadar. En el mar. En el mar. Tôi dịch cái này là đi tắm biển. Nhưng mà thiệt ra nadar là bơi. Bơi ở trong biển. Bây giờ mình nghĩ là tiếng Việt nói cũng sai phải không? Tắm ở trong biển, chứ tại sao tắm biển là tắm sao? À, tiếng Việt mình nói tắt nó ngang, nó tắt ngang, tắt ngửa rất là nhiều đó. Phải không? Tắm biển, tắm sông, tắm hồ, cái tắm ở đâu thì nói cái chữ đó thôi. Nhưng mà tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh phải nói rõ là tắm ở trong biển hay là bơi ở trong biển. Chúng ta đọc lại nhé. Todos vamos a nadar. Todos vamos a nadar. En el mar. En el mar. Như vậy chữ gì hiểu ngầm trong câu này hả quý vị? Có một chữ hiểu ngầm trong câu này. Nosotros. Phải không? Todos nosotros vamos a nadar en el mar. Này hiểu ngầm. À, quý vị học thêm một chữ này nhé. Todo el mundo. Là tất cả mọi người, everybody. Mundo thật ra nghĩa là gì hả quý vị? Thế giới. Tiếng Tây cũng vậy. Todo el mundo là todos, todo el mundo. Tức là everybody, everyone, everybody. Todo el mundo. Nhưng mà nó cũng có thể đồng nghĩa với todos, cũng là tất cả mọi người. Cái này là everyone, chỗ này là all the people. À, một bên là số ít, một bên số nhiều. Nếu dùng cái này thì động từ phải số ít, còn nếu dùng cái này thì động từ phải số nhiều. Mặc dù nghĩa nó cũng ngang ngửa với nhau là mọi người. Nhớ chữ todo el mundo, everybody. Dạ. Playa là cái thật ra nó là cái bờ biển, là beach, bãi biển, bờ biển. Còn cái mar là biển, là có nước, phòng có nước. Thành ra tiếng Việt mình nói chưa đúng phải không? Đi ra biển, thật ra là mình đi ra bãi biển, chứ đâu có đi thẳng xuống biển được. Muốn xuống biển không phải đi ngang cái bãi biển,
Cái này nó nháy nháy theo tiếng Pháp rồi. Dạ. Ma mè. Dạ ma mè. Chúng ta đọc lại lần nữa. Todos vamos a nadar. Todos vamos a nadar. En el mar. Bây giờ để check lại coi quý vị có thuộc bài không nha. Nadar là cái dạng nguyên mẫu. Như vậy cái dạng gerundio tức là hiện tại phân từ nó là cái gì? Hồi nãy mình học đó. Hiện tại phân từ là gì? Na. Nadando. À, nhớ. Phải không? Hiện tại phân từ gerundio. Nadando. Tức là swimming. Thay vì swim thành swimming. Thấy không? Rồi chúng ta đọc tiếp. Luego vamos a tener una barbacoa. Una barbacoa. Barbacoa là barbecue. Barbacoa. Luego là then tức là đoạn sau đó. Phải không? Thành ra mình nói là hasta luego đó. Sau đó. Vamos a tener una barbacoa. Chúng ta đọc lại nhé. Luego, luego vamos a tener una barbacoa.